Kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi thuộc hệ thống truyền hình Kali Today, được đón tiếp các quý chị trong ban tổ chức. Thưa quý vị, thì quý vị thấy những khuôn mặt giống như Cát Tiên, chị Lệ Điệp hay là chị Kiều Đông Phương là những khuôn mặt luôn luôn gắn bó với những công tác từ thiện. Lý do đó thì hệ thống truyền hình Kali Today là chúng tôi mời các chị đến đây vì sắp sửa có một đại nhạc hội hay là một đêm ca nhạc để tổ chức cộng làm việc từ thiện không ngoài mục đích đó. Trước tiên tôi xin giới thiệu là ca sĩ Cát Tiên, tức là một trong những chị đứng trong ban tổ chức để tổ chức cái đêm nhạc này để quyên góp một số tiền để xây dựng trong công việc từ thiện và chúng tôi sẽ đề cập đến sau. Và cái đó tức là chị Lê Điệp, tức là một trong những nhân vật hoặc là chúng tôi thường hay gọi là nhà hoạt động luôn luôn đi làm việc từ thiện từ Đúng. Nam Cali cho đến Bắc Cali, và kể cả tôi là chị Kiều Đông Phương là chị mặc áo đỏ, là một trong những nhà hoạt động về từ thiện, cũng là một trong những mạnh thường quân luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ cho những cái công tác từ thiện mà những tổ chức làm việc có uy tín, thì đó là chị Kiều Đông Phương. Thì trước tiên tôi xin ca sĩ Cát Tiên gửi lời chào đến quý vị khán giả những cái hệ thống truyền hình Kali Today. Dạ, em chào anh Mùi và Cát Tiên xin được kính chào tất cả quý vị đang xem đài hệ thống truyền hình Kali Today ngày hôm nay. Tiên rất là hạnh phúc và rất là vui khi được đến đài để tâm sự cùng tất cả quý vị. Sở dĩ có được cái show diễn này là từ lòng phát tâm của tất cả nhiều người. Quê hương Cát Tiên ở thành phố Mỹ Tho, nơi đó có một cái chùa Kim Long đặt ở tại ngã ba Trung Lương ngay cầu Bến Chùa bên phía tay phải. Chùa Kim Long đã có được 200 năm nay rồi, nhưng mà chưa bao giờ làm một chương trình từ thiện kêu gọi quyên góp nào hết. Bây giờ chùa đang trên bước đường đang trùng tu sửa chữa và các tuyển có nhà ý với thầy là sẽ xây một cái tháp để 1.000 tro cốt Phật tử nghèo tại địa phương đó, sau khi bốc cốt từ nghĩa trang về. Vì thế cho nên Tiền đã vào tổ chức một cái show này ở tại miền Bắc Cali vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7, tại nhà hàng Dynasty, được sự cộng tác và hỗ trợ của tất cả mạnh thường quân, trong đó có hai người mà các tiền không thể nào thiếu được, đó là má Lệ Điệp và cùng với mẹ Kiều Đông Phương, là hai người luôn bảo trợ và đồng hành với các tiền trong show diễn từ thiện này. Và bây giờ các tiền xin mời tất cả quý vị cũng được gặp một khuôn mặt rất là thân quen, lúc nào cũng đồng hành và hỗ trợ chương trình từ thiện. Đã về tới San Jose mà không có mẹ Lệ Điệp là không được tổ chức gì hết. Các tiền xin mời mẹ. Lệ Điệp xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình Kali Today. Và quý vị ơi, Lệ Điệp muốn giới thiệu quý vị một cái đêm ca nhạc từ thiện để mà giúp cho chùa Kim Long ở tại Mỹ Tho để mà có cái tu sửa cái chánh điện và xây cái tháp để cốt cho những người nghèo, và mong rằng quý vị sẽ tới tham dự, đó là ngày 28 tháng 7 năm 2019 này tại nhà hàng Dynasty. Và trở lại chị Kiều Đông Phương. Kiều Đông Phương cũng xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình Kali Today và xin quý vị vui lòng đến tham dự cái buổi tiệc tiệc từ thiện và do ban tổ chức là Cát Tuyền và Lệ Điệp tổ chức tại nhà hàng Dynasty ngày 27 và ngày 28 tháng 7 năm 2019. Và trong chương trình rất có nhiều những cái mục rất là hay để cho quý vị tham dự và Cát Tuyền sẽ trình bày cho quý vị tiếp theo đây. Bây giờ cho Mùi hỏi một vài câu hỏi đối với Cát Tuyền. Thưa quý vị, thì rất cũng có rất là nhiều ca sĩ như vậy không, người có tấm lòng với quê hương, với tấm lòng với dân tộc, với tấm lòng với những người nghèo, những người cô đơn, hoặc là họ trả lòng để làm từ thiện, thì không không ít ca sĩ họ làm như vậy. Thì một trong ca sĩ đó là có Cát Tiên. Nếu như Cát Tiên cho biết là nguyên nhân lý do như thế nào mà Cát Tiên lại vừa đi hát xong rồi còn làm việc từ thiện thế này. Cảm ơn anh hỏi rất là hay. Mùi biết không, em thì khác hơn tất cả mọi người. Như quý vị đã biết rồi, Cát Tuyền là người chuyển giới, rất là khó khăn khi Cát Tuyền được làm con gái và được có một cuộc sống hiện tại hạnh phúc giống như bây giờ. Nhưng mà Tuyền không bao giờ quên được cái quá khứ của mình trải qua bằng những nỗi đau trong cuộc sống. Tuyền muốn chia sẻ cái những cái niềm khó khăn đó bằng cách là bởi vì Tuyền không chồng, không con, cũng không có gia đình. Tuyền chỉ có một mình sống ở tại đất Mỹ. Ngoài cái việc đi ca
hát thành công ra. Thời gian vừa qua cô Kiều Đông Phương là người mẹ nuôi Tuyền đã giúp cho Tuyền mở được cái nơi nấu bếp cơm từ thiện, giúp cho tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang mỗi ngày 500 hộp cơm vào lúc 2 giờ trưa, đã duy trì được 3 năm nay rồi. Thì Tuyền đã làm cái đó được ổn định rồi, thì bây giờ Tuyền sẽ giúp cho những cái chùa nghèo ở quê mình. Và cái việc mà xây tháp để tro cốt là một cái việc rất là cần làm, là tại vì gần cái nơi Tuyền có một cái nghĩa trang rất là lớn, bây giờ đất bị thu hồi lại thì nghĩa trang nó phải bị móc cốt lên, và tất cả những người Phật tử nghèo họ không có kinh phí để họ mang dời di dời nơi khác, cho nên là Tuyền đã bàn với thầy trong chùa Kim Long. Sau khi sửa chữa chánh điện rồi, phần Tuyền còn lại các Tuyền sẽ giúp hết vô trong cái tháp để tro cốt 1.000 Phật tử tro cốt về nơi đó, 1.000 linh hồn về nơi đó mỗi ngày được nghe kinh nghe kệ là một điều rất là tốt, để cho họ được siêu thoát, để cho tất cả những người Phật tử và trong chùa nơi đó có những cái nơi để họ thờ phượng. Là cho nên thời gian gần đây các Tuyền làm từ thiện là như vậy đó anh. Thưa quý vị, thì nếu như theo truyền thống người Việt Nam trước đây á, thì quý vị thấy năm 1975 là vấn đề mà thiêu để có tro cổ vậy thì rất là ít, thì có một số thành phố họ làm việc điều đó, còn ở nông thôn thì người ta chôn cất rất là nhiều. Bởi vậy đó, bây giờ chỉ đất đai là càng ngày càng hiếm nữa, thì người ta bên hệ thống Phật giáo, bên tôn giáo Phật giáo thì có cái tập lệ, tức là mình nếu có tro cổ và mình đem vào chùa để mình thờ để cho linh hồn đó hoặc là hương lên đó nghe kinh nghe kệ. Thì bây giờ ở Việt Nam thì một số người có tiền thì nói, thì đa số là người mà nghèo khó, thì nếu đem vào tro cột ở trong chùa thì ít nhất là tận mình phải có tiền có bạc để mà thờ một trong đó. Rồi hàng năm như vậy rồi mình phải bỏ tiền vào đó, hoặc là mình cũng dường cho chùa để mình làm việc thực sự nữa chứ, rồi ngày kỳ nữa. Như vậy là cũng kém rất là nhiều. Thì nếu như mà các chị cắt tiền mà làm điều này rất là quý cho giúp đỡ những người nghèo rất là nhiều. Tại vì nhiều khi họ muốn có tro cột để trong chùa nhưng họ không có tiền. Họ vương xót xa trong lòng, vừa họ thấy tội lỗi với người đã mất mà cả tiền làm được thế này, rất là điều vô cùng quý. Một mình em thì không có làm được đâu, cũng phải sự nhờ sự hỗ trợ từ tất cả các mạnh thường quân, và nhất là trong đó có mẹ Lê Điệp cùng mẹ Kim đã giúp đỡ cho em phía sau lưng em. Như vậy các tuyên biết chùa Kim Long rất là rõ phải không? Dạ đúng rồi anh, tại vì em sinh ra tại nơi đó. Chùa Kim Long đã có được trên 200 năm nay rồi, đã qua 4 đời làm chủ trì, và ông thầy chủ trì cuối cùng rất là có tâm tu. Xưa giờ thầy cũng chưa bao giờ kêu gọi quyên góp ai hết, đây là tự lòng phát tâm của Tuyền. Lúc đầu thì Tuyền với cô Kiều Đông Phương cũng đã đóng góp một ít để xây sửa chữa chánh điện, nhưng mà Tuyền nghĩ rằng là một mình làm thì không thể nào có nhiều công đức bằng tất cả những người xung quanh, mỗi người hùng như một chút xíu công đức để làm, thì các Tuyền nghĩ điều đó tốt hơn. Rồi, dạ. Các tiền rất là nhiều, thì trong cái đêm ca nhạc này có các tiền đóng góp trong này không? Dạ có. Ok, thì bây giờ chị Lê Điệp, bây giờ là người nhà hoạt động luôn hoạt động về từ thiện, thì chị Lê Điệp cho Mùi biết rằng là đêm ca nhạc giả vụ này như thế nào, rồi mình có mua vé không, rồi có những ai, rồi mình ủng hộ như thế nào, thì có thể. Dạ, xin cảm ơn anh Mùi. Và để tiếp lời với các tiền là đêm ca nhạc giả vũ từ thiện có hài nữa quý vị, và có trích đoạn cải lương nữa. Là một đêm từ thiện được tổ chức để giúp cho chùa Kim Long ở tại Mỹ Tho để tu sửa chánh điện, và nhất là làm xây cái tháp để đựng cho cốt cho người nghèo. Trong đó thì được tổ chức tại ngày 28 tây tháng 7 năm 2019 tại nhà hàng Dynasty, từ lúc 5 giờ chiều tới 12 giờ đêm. Chương trình thì vé thì bán rất là phải chăng, vì chương trình có bao gồm dinner 9 món ăn thịnh soạn, và giá chỉ có 60 đồng, 75 đồng VIP, 100 đồng và bảo trợ là 150 đồng. Vé thì được bán tại Palama Cafe, Phở Phi Long, Xuân Dân Healthcare và Tràm Chim, hoặc là quý vị có thể gọi trực tiếp cho ban tổ chức, đó là ca sĩ Cát Tuyền 714-717-4093, Lê Điệp 408-898-7150, hoặc là ở San Francisco, ở Oakland, quý vị có thể gọi cho Đình Nhi Mã Nguyễn ở 510-593-7367, hoặc là Kimberly Đỗ ở tại San Francisco 415-672-3402. Đó là những người trong ban tổ chức để quý vị gọi để mà đặt bàn, đặt vé hoặc là bảo trợ cho chương trình. Chương trình đặc biệt là được mời nam ca sĩ Vương Triệu Rũ, là một trong ca sĩ là đến từ trung tâm Asia và Primenai, đó là ca sĩ Dương Triệu Vũ, Phạm Thanh Thảo, Thanh Thanh Hiền, Cát Tiền, Kim Tiểu Long, em trai của Ngọc Sơn đó là Ngọc Hà, và có Ngô Minh Trí, Nhật Cường, Dương Bửu Trung, chỉ có đóng góp của chị Kiều Đông Phương nữa quý vị, và có Tuấn Tú, có Nguyễn Tâm, Thái Nhật Anh,
Thái Phương, có Anna Dung Nhi, có chị Kim Duyên, có Hoàng Lan, có Văn Anh Toại và có Jenny Đăng Anh. Và ca sĩ rất là phong phú, và đặc biệt là MC có anh Lê Bá Trư từ Nam Cali tới, và lại Điệp sẽ điểm nhận cái MC. Mong rằng quý vị sẽ thích thú. Chủ đề của chương trình hôm đó đó là Hát Mãi Ước Mơ. Yeah. Kính thưa quý vị, và ở tại nhà hàng Dynasty ở đường Story Road. Và chúng tôi cũng muốn lợi dụng cái cơ hội này để giới thiệu quý vị là chương trình thì có hai phần. Phần đầu sẽ là phần tiếp tân, sau đó là phần văn nghệ thính phòng. Và trong những phần văn nghệ thính phòng cũng có những trò chơi. Yeah. Chẳng hạn như là cắt tiền, có những cái mục hát lô tô rất là vui nhộn. Yeah. Để quý vị giải trí trong thời gian chờ đợi. Và trong cái thời gian quý vị khúc đầu thì cũng sẽ có ca sĩ, nhạc thính phòng. Và bảo đảm là tất cả ca sĩ có tiếng tăm trong này sẽ được hát đợt đầu hết, không thiếu một người nào hết. Để những người lớn tuổi mà không ở lại khuya được, không ở lại nhảy đầm được thì sẽ nghe hết tất cả ca sĩ hát một loạt rồi. Rồi sau 9:30 thì là sổ số. Và sổ số đây là một lát nữa chị Kiều Đông Phương sẽ giới thiệu về sổ số rất là đặc biệt để nhường cho chị Kiều Đông Phương. Và sau khi sổ số xong thì chúng tôi sẽ có dạ vũ liên tục từ 10 giờ đêm cho tới 12 giờ khuya. Và non-stop là do tất cả ca sĩ chính, đó là Phạm Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ, Cát Tiền và Thanh Thanh Hiền sẽ đảm nhận cái phần giả vũ non-stop. Quý vị có thể dancing liên tục cho đến hết và non-stop, không có bị interrupt. Và nhớ là quý vị ơi, chúng tôi cũng có cái phần auction đấu giá để có một chút xíu tịnh tài cho chùa. Quý vị có thể tùy cái thiện tâm của quý vị, hoặc là quý vị mà có đến, quý vị có thể ủng hộ bằng những tấm vé số rất là tượng trưng, nhưng mà sẽ có những cái giải rất là đặc biệt. Giải đó một lát chị Kiều Đông Phương sẽ giới thiệu. Và ở đây là Điệp cũng muốn kêu gọi tất cả mạnh thường quân nghe được cái chương trình này, tất cả đồng hương nghe được chương trình này thì hãy vào những cái nơi bán vé hoặc là gọi cho ban tổ chức để mà lấy vé cho thật sớm, để mà được ngồi chỗ tốt quý vị. Và lại Điệp cũng muốn nhân cơ hội này cảm ơn đặc biệt hai mạnh thường quân chính trong chương trình, đó là tiệm vàng Khải Toàn, đó là anh Khải Toàn, và Beauty Image của Kevin Nguyễn. Ngoài ra chúng tôi cũng có California Way Solution, Lee Sandwich, Lee Laundry Mat, Hưng Phát, Danny Recycling, Thành Tính, Trần Đắc, Robert Millen International, Lê Minh Hải, Rồng Biển, US Touchup, Green Bay Construction, Ngọc Thảo, Golden Trust, Ngọc Rangel Investi, Hương Lan Sandwich, Lê Belbon là anh Hải Quỳnh, High Tech Dental Care, chị Kim Trang, Cao Nguyên, ABC Car Care, chị Lê Cẩm Vân của Farmer, của State Farm, và Interior của Monica Phạm, có anh Michael Nguyễn Thác, Travel Club 36, có Hiệp Hòa Auto Body Shop, Angel Beauty, Michelle Bùi, và tất cả truyền thông báo chí ở tại địa phương, anh Leon Lê của Pacific Vice, và tất cả những truyền thông báo chí ở tại địa phương, và nhất là đài của hệ thống truyền hình của Cali Today đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và lời Điệp xin nhường lại cho anh. Kể đến là chị Kiều Đông Phương, thì em được biết là chị Kiều Đông Phương là luôn luôn, tất cả nhà mạnh thường của một quý vị luôn luôn ủng hộ cho những tổ chức mà gây quỹ làm thiện nguyện mà với cùng mục đích rất là rõ ràng, thì chị Kiều Đông Phương không bao giờ từ chối điều đó hết trơn á. Mà em cũng rất là nhiều điều đó với lòng tốt, là cảm ơn lòng tốt của chị. Thì không phải mới đây đâu mà chị đã làm việc kết hợp với chị Lê An Đặng, Lê Điệp lâu lắm rồi chứ phải không? Yeah. Thì theo kỳ show hôm nay á, tức là đêm ca nhạc để mà giúp cho chùa Kim Long xây dựng cái chánh điện, và cái đặc biệt là xây cái tháp để mà trói cột cho người Phật tử nghèo á, mà cái điều này Cát Tuyền làm rất là hay. Yeah. Thưa quý vị, thì người ta nói dù xây chỉnh đợt phù đồ không bằng làm phúc mà cứu cho một người. Cái người Việt Nam họ không có là tiền để đưa họ hài cột vào trong chùa, họ bức rất lắm, họ ăn không được, ngủ không yên. Yeah. Cái đó mà nếu như mình làm cái điều này, tức là mình làm cho những người mà khuất mặt khuất mày mình không biết mà. Yeah. Cái đó không ai mà dám rằng là tôi làm cho những cái hài cột đó hoặc là làm cho cái hương lên đó mà họ nói dối được quý vị. Cái đó họ sợ lắm, mà chính bản thân của tôi phải công sợ là cái điều đó lắm. Yeah, tôi tin chắc rằng cái vấn đề này, cái đó là chị Kiều Đông Phương chia cập nhật được điều này. Cái đó đây là một trong những nhà mạnh thường quân. Yeah. Thì cho mùi về cái thính giả hệ thống truyền hình Cali từ đây biết về cái ý chị, tại sao chị giúp được cho Cát Tiên trong cái đêm
ca nhạc để gây quỹ này. Dạ, cảm ơn anh Mùi. Thưa quý vị, anh Mùi hướng dẫn chương trình lúc nào cũng rất là linh động. Và thưa đại Kiều Đông Phương xin trình bày cho quý vị cái chính điểm của cái show từ thiện sắp tới, là vì cái lý do chính đáng là vì Kiều Đông Phương đã đi về Việt Nam và hát chung với lại Cát Tuyền ở trong các cái show nhạc cho quê hương Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta bao giờ ở đây, chúng ta là người di cư ở hải ngoại, thì lúc nào chúng ta cũng có hai quê hương, một quê hương ở đây và không quên được quê hương ở Việt Nam. Nhưng cái đau khổ ở bên đó là một số các người mà có đất đai điền địa thì khi mất thì họ có thể tìm được những thửa ruộng hay là đất để chôn, nhưng có bao nhiêu người còn lại sống không có thể nào mà có đủ tiền để mà chôn cất. Cho nên đã có nhiều cái trường hợp mà Cát Tuyền đã chứng kiến, cũng như Kiều Đông Phương đã về tới quê hương Việt Nam để nhìn thấy có những đám ma, có những người bị mất mà cứ phân vân mãi không biết là chôn cất hoặc là làm cách nào. Thì bởi vậy cho nên trong cái nhất là những người, một số người ở tỉnh bây giờ thì quá đông đúc và cũng không đủ đất để mà chôn cất. Và các chùa thì sự thật cũng không có các cái tháp để mà để các cái cho cốt. Cho nên vì vậy cho nên Cát Tuyền và Kiều Đông Phương thấy chùa Kim Long là một mảnh chùa, là một chùa có 3 mẫu đất rất là lớn, về với đề nghị với lại sư thầy rằng bây giờ thôi để cho làm một cái tháp cho cất, và hy vọng sẽ xây được vào khoảng từ 500 tới 1.000 chỗ để các cho cốt như vậy. Và hy vọng với sự đóng góp của quý vị có thể là còn nhiều hơn trong tương lai. Và đặc biệt là sư thầy chùa Kim Long có nói rằng chùa không phải chỉ có dành cho tất cả các cái cho cốt của người Việt Nam ở tại quê nhà, mà đó là tất cả, thầy nói là cũng để mở cửa và đón nhận tất cả các cho cốt của các người đồng hương hải ngoại muốn trở về quê hương vào cuối đời của cuộc đời mình, và sẽ có kinh Phật và những cái sinh hoạt của chùa để tụng niệm cho các linh hồn cho cốt khi mà chúng ta đặt vào đó. Bởi vậy cho nên đây là một cái chương trình từ thiện cho toàn thể mọi người, toàn thể cộng đồng Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước. Cảm ơn chị Kiều Đông Phương. Như vậy chị Kiều Đông Phương đã nói hết tất cả cái nội dung của ngày này, phải không? Thôi thì bây giờ xin mời Cát Tuyền cứ mời gọi đồng hương của mình tham gia đêm nhạc hội này, rồi cái đó thì cũng xin mời chị Lê Điệp cũng kêu gọi Mạnh Thương Quân nữa, và nhất là nhà Mạnh Thương Quân Kiều Đông Phương. Kiều Đông Phương, đặc biệt là Kiều Đông Phương có đóng góp trong một chương trình này rất đặc biệt, là tặng cho hai sổ số, hai cái cell phone 10 để cho quý vị vui, vừa đi ăn tiệc, vừa nghe văn nghệ và vừa được một chút quà nho nhỏ mang về làm kỷ niệm. Và đặc biệt như anh Mùi nói là lúc nào tâm hồn của Kiều Đông Phương cũng muốn đóng góp với cộng đồng, làm những công việc từ thiện và đặc biệt là hướng về cho các cụ cao niên. Cho nên có làm một cái bàn tiệc mà chị Lệ Điệp xin giải thích luôn. Dạ, kính thưa quý vị, chị Kiều Đông Phương có tặng hai cái cell phone 10, cái iPhone 10 để cho ban tổ chức dùng đó để sổ số. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ bán vé số. Dạ. Có thể là một vé thì 5 đồng, 10 vé thì chỉ có 20 đồng thôi. Và ví dụ có thể trúng một cái iPhone 10 trị giá từ 700 đồng cho tới 800 đồng. Dạ, 1.200 luôn. Dạ. Wow, tuy nhiên là cái loại tốt đó quý vị. Một cái là 1.200 luôn. Dạ. Rồi xong. Tuy nhiên là loại tốt, và chị Kiều Đông Phương cũng có lòng là chỉ sẵn sàng bảo trợ một bàn đặc biệt cho những người cao niên trên 80 tuổi muốn đi tham dự nhưng mà không có cái chi phí để đi. Chị sẵn sàng chị bảo trợ một bàn. Rồi đó, nếu quý vị mà có quý vị cao niên nào ba mẹ mình muốn đi coi thì quý vị có thể gọi vô ban tổ chức, gọi cho Cát Tuyền hoặc gọi cho Lê Điệp là 408-898-7150. Mình chỉ có 10 người thôi. Cái 10 người đầu tiên gọi vô mà đủ rồi thì là chúng tôi không nhận nữa, vì chỉ bảo trợ một bàn thì mình chỉ có một bàn thôi. Nhưng mà nếu mà con cháu quý vị có đi theo được thì con cháu mua vé dùm, còn không thì cứ drop bà cụ tới. Rồi xong về thì cứ pick up bà cụ về thì bà cụ sẽ có cái chỗ, nhưng mà gọi vô để chúng tôi sẽ tặng vé trong cái một bàn đó cho quý vị cao niên đó. Đó là cái tấm lòng của chị Kiều Đông Phương, đó là cái đặc biệt như vậy. Mời Cát Tuyền.
Và kính thưa quý vị, mà chắc chắn hôm đó tất cả mọi người đến show hãy mặc đồ thật là đẹp nha. Tại vì Cát Tường mới làm chương trình thảm đỏ phía trước. Bởi vì hôm đó cũng là cái ngày ra mắt CD Không Đâu Đẹp Bằng Quê Hương của Cát Tường cùng Kiều Đông Phương. Đây là CD đầu tiên của Kiều Đông Phương, vì thế cho nên Tường chuẩn bị một cái thảm đỏ rất đẹp ở phía trước. Trước khi mà lên vào tiệc á, trên sân khấu vào tiệc thì tất cả mọi người hãy cùng mặc đồ đẹp để chụp hình kỷ niệm với lại nghệ sĩ. Và giờ đầu tiên khi quý vị đang ngồi dùng tiệc đó thì quý vị sẽ được thưởng thức hai tiết mục đặc biệt, đó là để dành cho người lớn tuổi. Đó là Cát Tuyền cùng nghệ sĩ Kim Tiểu Long cùng nghệ sĩ Tuấn Tú sẽ trình diễn trích đoạn cải lương 10 phút trong vở trích đoạn Giang Sơn và Mỹ Nhân của Bạch Mai. Và sau đó là hoạt cảnh hài Màu Hoa Bí do Thanh Thanh Hiền cùng Kim Tiểu Long trình bày. Và đặc biệt hơn nữa là vui nhộn với chương trình sổ số lô tô, game solo tô do Cát Tuyền thực hiện. Trong vòng 15 phút vỏn vẹn thôi, quý vị sẽ có được một cái cell phone 10 đặc biệt. Và từ 9 giờ đổ lên thì tất cả mọi người sẽ vào chương trình già vũ. Quý vị ơi, hai cái cell phone của chị Kiều Đông Hương tặng, một cái là cho sổ số quý vị mua, còn một cái là sổ số lô tô đó quý vị. Dạ, quý vị ví dụ bỏ tiền ra mua cái vé lô tô thì quý vị sẽ có sổ số, hy vọng được ngày nào chúng sẽ trúng được một cái cell phone 10 trị giá tới $1,200. Rất là đặc biệt quý vị. Và cái chương trình rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từ trung tâm Asia và Paris by Night, nhiều ca sĩ sẽ trình diễn hôm đó. Và đặc biệt cũng sẽ có phần giả dữ luôn, Hát Mãi Ước Mơ, được tổ chức vào ngày 28 tây tháng 7 ngày Chủ Nhật, từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Quý vị đi đúng giờ nghe quý vị, tại vì chúng tôi sẽ khai mạc đúng giờ vì thời gian không có nhiều. Trong cái thời gian từ 5 giờ tới 6 giờ là tiếp tân, giờ 6 giờ là khai mạc, là chúng tôi bắt đầu chơi lô tô, bắt đầu diễn liền, bắt đầu trích đoạn cái lương liền. Vì sau đó là sẽ, sau khi cái trích đoạn cái lương xong là chúng tôi sẽ nhạc thính phòng, do tất cả ca sĩ nổi tiếng sẽ hát một lợ một đợt. Sau đó chúng tôi sẽ có phần đấu giá, và sau đó là sẽ phần sổ số. Sau phần sổ số sẽ là phần giả vũ. Một lượng nữa, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã không trở về với ở Bắc Ly lâu rồi mà được trở lại đâu. Ca sĩ Vương Triệu Vũ, Phạm Thanh Thảo, Kim Tiểu Long, Ngọc Hà, Cát Tuyền, Thanh Thanh Hiền và nhiều ca sĩ địa phương, nhất là MC Lê Bá Trư và Lệ Điệp sẽ đảm nhận chuyện này. Và vé được bán tại Palama Cafe Phở Phi Long Center Video, Phở Phi Long và Tràm Chim, Kim Loan Healthcare. Và ca sĩ thì có nhạc sĩ Cao Trầm và Hoàng Nghĩa. Dạ, ban nhạc Văn Sơn là ban nhạc full man band quý vị. Dạ. Có nhạc sĩ Cao Trầm lúc đầu rồi còn thêm một cái ban nhạc full man band của ban nhạc Vân Sơn nữa quý vị. Nghĩa là chương trình rất là xôm tụ, và quý vị có thể là không thể nào thiếu được một cái chương trình ca nhạc này. Thật ra mong rằng quý vị nghe được thì sẽ gọi vào trong Lời Điệp hoặc là Cát Tuyền hoặc những người trong ban tổ chức. Vé là 60 đồng, 75 đồng, VIP 100 đồng và bảo trợ là 150 đồng. Xin quý vị hãy liên lạc với ca sĩ Cát Tuyền ở 714-717-4093, Lệ Điệp 408-898-7150, Dini Mã Nguyễn 510-593-7367, Kimberly Đỗ 415-672-3402. Và Lệ Điệp xin mong rằng quý vị mạnh thường quân nghe được chương trình này, với nhà thương gia, quý vị đồng hương nghe được, tham gia chương trình và đến tham dự và để góp phần tấm lòng vàng quý vị để chúng ta sửa chữa chánh điện và xây tháp. Và một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng đến tham dự ngày 28 tây tháng 7 này. Cảm ơn ca sĩ Cát Tuyền, cảm ơn chị Lê Điệp, cảm ơn chị Kiều Đông Phương đã cho hệ thống truyền hình Cali Today đóng góp một phần trong cái vấn đề làm từ thiện này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Và xin chúc ban tổ chức thành công. Xin cảm ơn hệ thống truyền hình Cali, cảm ơn Mùi rất là nhiều, và Lê Điệp, Cát Tiền và chị Kiều Đông Phương, Mạnh Mùi thân ái kính chào quý vị.